cái vụ chút trước chúng ta niệm Phật nửa tiếng bắt đầu, sau còn có 20 phút à, bước đi xuống không, rồi làm sao mà tâm vô kỳ vật được. Rồi sau trong thời gian niệm Phật có 10 phút à, rồi sau nó thôi giờ đi đứng nằm ngồi à, khẩu niệm luôn, cái chỗ này đi xuống luôn rồi còn đâu nữa mới bước đi từ nấc. Còn mình muốn bước đi từ nấc, tất nhiên là chúng ta tập tu coi như là từ 20 phút lên 30 phút, 30 phút niệm Phật lên tới như là 40 phút, rồi sau niệm Phật 1 tiếng vậy đó, là đi từ nấc. Có nghĩa là chúng ta đi lên như vậy đó. Tất nhiên là chúng ta phải có đi lên, mà không chịu đi lên mà đi xuống không, gọi là đi bước đi từ nấc là sao? Có cái nói chung đạo. Cho nên việc hành đạo chúng ta coi như là phải cố gắng vượt lên từ từ. Như vậy tất nhiên là mới đúng với cái câu giảng Đức Thầy là đường đạo đức, bước đi từ nấc. Mà nếu bước đi từ nấc như vậy thì sao? Thì ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính chào đồng đạo. Xin thưa quý phương, em út có hỏi trong bài Diệu Pháp Quang Minh, thầy nói đường đạo đức bước đi từ nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, phải bền lòng chặt nẻo chắc đinh, gán kiếm sử bất sinh bất diệt. Mà em út coi hoài mà em út cũng chưa có hiểu, nhờ huynh tìm hiểu đặng mà nói cho em út học hỏi thêm, đặng em học hỏi em út là hành. Nam mô Di Đà Phật. Ôi vậy ủng hộ cho dân chủ chạm phá tay đây chứ quý vị. Tiếp theo tiêu đề này mà ban sứ ngôn ban tổ chức á là cho hay là cũng đề chót. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh, và trong đó là đường đạo đức bước đi từ nấc, là đồng đạo thi nêu lên. Ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, phải bền lòng chặt nẻo sắc đinh, gán kiếm chữ bất sanh bất diệt. Cô bác anh em chùm đạo. Vậy thì bây giờ trong bài Diệu Pháp Quang Minh này, Đức Thầy viết vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, và Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, và có tất cả vậy là 244 câu mà đồng đạo trích ra trong đây. Ba câu hay gì? Ba câu hay bốn câu vậy đó, để cho chúng tôi bàn. Thưa cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ trong bốn câu này được đồng đạo nêu lên, đó là đường đạo đức bước đi từ nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, phải bền lòng chặt nẻo sắc đinh, gán kiếm chữ bất sanh bất diệt. Thưa cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ qua cái bốn câu này đó, là thường khi đồng đạo mình bàn trong cái đạo tràng Phật Pháp đó em, cái đồng đạo thi hay bàn về vấn đề cái pháp tu thiền đó. Nhưng mà đối với tôi đó, là đồng đạo chúng ta hiện tại bây giờ đang tu tập pháp môn tịnh độ, cho nên chúng tôi bàn về tịnh độ cùng với quý vị thôi, thấy không? Chứ đúng lý ra coi như là câu này thuộc về thiền pháp á, nói qua thiền là nhiều. Nhưng mà câu này bây giờ chúng tôi xin bàn cùng với quý vị qua cái pháp tu tịnh độ. Cô bác anh em chưa đồng đạo, thấy không? Thưa chứ quý vị, lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc, thấy không? Là trước câu này là vậy. Lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc, mới điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chị anh bàn bạc thế nào. Lời văn thô ý kiến chẳng cao, mới nội quan cảnh tâm vô kỳ vật nè. Mới tới câu đồng đạo thi hỏi, thấy không? Mới nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, mới đường đạo đức bước đi từ nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, phải bền lòng chặt nẻo sắc đinh, ráng kiếm chữ bất sanh bất diệt. Thưa cô bác anh em chùm đạo. Vậy thì bây giờ trên con đường tu tập của chúng ta đó, đang tu pháp môn tịnh độ, mà nếu như người tu tịnh độ là phải nội quan cảnh tâm vô kỳ vật mới được. Nếu như mà tu tịnh độ mà nội quan cảnh còn kỳ vật hoài, làm sao mà coi như là được về Phật được, phải không? Phải nội quan cảnh. Tất nhiên nội quan cảnh là cảnh vật bên trong của mình, là quan cảnh bên trong. Phải tâm vô kỳ vật, tất nhiên đừng có chứa, đừng có chất. Ai nói nặng, nói nhẹ, nói hơn, nói thua, chanh chua, cao, thấp, phải trái, đúng, sai gì đó, kỳ vật hết. Không chấp. Tu vậy đó chị tiết, mới ngon lành, tất nhiên là không chứa gì trơn trời. Con dâu nó nói gì đó, nói kệ, không? Thằng ghế nói gì, nói kệ, không có kỳ vật ở trong đó. Chứ còn mình chứa chất ở trong tư tưởng và mình niệm Phật, giống như cái lò xo, nó dậu ra không, rồi làm sao mà trong khi đó mà vô được, phải không? Nó đúng ra bây giờ nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, là bây giờ chúng ta niệm Phật muốn cho coi như là cái tinh thần chúng ta được coi như là tiếp thu Phật pháp, thì bây giờ trong tâm của chúng ta phải coi như là
là vô kỳ vật. Vậy thì bây giờ niệm đầu thì Phật đuôi ma, mà đuôi ma đầu Phật hiện ra đủ hình, niệm như thế uổng công trình, không sẽ không thể được kết tinh như lòng, như cây nai nhổ mai trồng sẽ không thể có trái bông mà dùng. Nước trong là cái tâm mình không có vật gì hết, mà đổ gì cái chuyện gì ở đâu không đó, đem ngày trời bắt đầu cái gì đem vô chứa, cho nên đầy vô bụng chân bắt bụng thì không thể có nước trong mà dùng. Tất nhiên không thể có nước trong được, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ nếu như chúng ta như là tu tịnh độ là phải là nội quan cảnh, tất nhiên là cảnh vật bên trong của mình phải tâm vô kỳ vật, tất nhiên là bây giờ đừng có chứa, không? Đừng chứa gì hết. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta, nếu ta có tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc chân từ, không lòng hờn giận nè, không? Không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não, và để bụng tham lam ích kỷ gây mối diễn viên, lần lần trí tuệ được mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Tất nhiên đó mới kêu là tâm vô kỳ vật, không được như vậy. Tất nhiên là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật là vậy đó. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta niệm Phật đó là cõi trần tiêu bao phủ, son sắc dựng một lòng, mây qua trăng lại tỏ, mà sóng lặng biển quần trong, a di không ngớt tưởng, mà đạo Phật vẫn hằng mong, nguyện sanh về cõi Phật, chẳng thích cõi hồng trần. Được phát tâm như thế là chúng sanh đó thành công chứ có gì đâu, phải không? Vậy thì bây giờ niệm a di đà Phật, nói liền không hở dứt, lục tạc hết đường sanh mà tam bành không chỗ sức, thật màu nhiễm vô cùng ấy gọi là chân công đức. Vậy thì bây giờ chỗ này là không có vật đó. Vậy thì qua câu này là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, là chúng ta niệm Phật là mỗi một niệm Phật là diệt được một niệm chúng sanh, mà niệm Phật là liều được tất cả các niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, thì rõ ràng không tâm vô kỳ vật. Đó là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, các nghe. Rồi bây giờ cứ như là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, nhưng mà phải đường đạo đức bước đi từ nấc. Là nói vậy thì nói vậy, nhưng mà chúng ta phải tu tập, phải quân tu tịnh nghiệp, phải tu tập thường ngày, là đường đạo đức chúng ta phải bước đi từ nấc. Hàng ngày chúng ta tu tập cứ việc là nó leo lên hoài như vậy, tất nhiên là trăm nấc thang đâu bước một lần. Trên đường hành đạo phải bền chân, tương lai muốn được nên Bồ Tát, hiện tại lo làm việc thiện nhân, tất nhiên là bước đi từ nấc. Nhưng mà bây giờ câu này Đức Thầy bảo cho chúng ta là bước đi từ nấc, đúng không? Bước đi từ nấc là bước đi lên, chứ đâu phải bước đi xuống đâu, phải không? Mà cái này là bước đi xuống. Ví dụ chút trước chúng ta niệm Phật nửa tiếng bắt đầu, sau còn có 20 phút à, bước đi xuống, không? Rồi làm sao mà tâm vô kỳ vật được? Rồi sau trong thời gian niệm Phật có 10 phút à, rồi sau nó thôi giờ đi đứng nằm ngồi à, khẩu niệm luôn, cái chỗ này đi xuống luôn rồi còn đâu nữa mà bước đi từ nấc. Còn mình muốn bước đi từ nấc, tất nhiên là chúng ta tập tu coi như là từ 20 phút lên 30 phút, 30 phút niệm Phật lên tới như là lên 40 phút, rồi sau niệm Phật một tiếng vậy đó, là đi từ nấc. Có nghĩa là chúng ta đi lên như vậy đó. Tất nhiên là chúng ta phải có đi lên, mà không chịu đi lên mà đi xuống không, gọi là đi bước đi từ nấc là sao? Có cái nói chung đạo. Cho nên việc hành đạo chúng ta coi như là phải cố gắng vượt lên từ từ. Như vậy tất nhiên là mới đúng với cái câu giảng Đức Thầy là đường đạo đức, bước đi từ nấc. Mà nếu bước đi từ nấc như vậy thì sao? Thì ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Bây giờ tới cái chỗ ngoại quan hình nghe, hồi nãy là nội quan cảnh rồi, bây giờ tới cái chỗ ngoại quan hình. Mà quan hình đó là gì? Ngoại quan hình, hồi nãy cái chữ quan kia đó là cái chữ quan đó là có ghê, tất nhiên là cái chữ quan này là cảnh vật bên trong. Còn cái chữ quan này không có ghê, quan đây là xem xét, cũng đồng thời chữ quan, mà chữ quan có ghê và chữ quan không ghê. Mà ngoại quan hình là cái chữ quan này không có ghê, nghe đồng đạo thi, là chúng ta xem xét ở cảnh bên ngoài là quan hình. Vậy bây giờ là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, là ở đây muốn nói qua cái chỗ tu tập chúng ta là cái người tu vừa niệm Phật vừa làm lành vừa bố thí. Thì bây giờ cái câu trước là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, là chúng ta niệm Phật là để mà chúng ta chủ tâm, thấy tâm, xét tâm. Rồi bây giờ đến cái chỗ ngoại quan hình là đến cái chỗ làm phước làm lành. Mà nếu như người tu tịnh độ là vừa tu làm lành vừa làm phước, nhưng mà bên trong chúng ta, Đức Thầy dạy cho chúng ta cái cách là nội quan cảnh rồi,
Bây giờ đến cái chỗ ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, là khi người tu tập của chúng ta coi như là làm tất cả các việc từ thiện, như đồng đạo thi từ thiện xã hội, chứ quan là xem ngoại quan hình, tất nhiên là xem tất cả các hình thức bên ngoài bất chấp kỳ hình. Kỳ hình đó là sao? Bất chấp kỳ hình tất nhiên là không chấp vào trong cái lối coi như là chúng ta coi như là làm phước nha. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo chúng ta làm phước. Vậy thì bây giờ giúp người chúng ta còn bốn phận, vậy bây giờ làm giúp bốn phận không chấp nha. Vậy thì bây giờ ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, bây giờ là cứ việc người ta có cần thiết gì đến mình là mình cứ việc thẳng tay để mà chúng ta giúp, không chấp người đó là thân, người đó là sơ, người... anh em dùng đạo. Còn nếu như chúng ta là trong cái ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, Đức Thầy ta không chấp mà cứ nghĩ rằng cái người đó coi như là trong khi đó là mới coi như là chửi tôi, ghét giận tôi, mới coi như là kiếm chuyện với tôi, thì bây giờ trong khi đó là chúng ta làm phước chưa có mạnh. Các bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ cái chỗ này Đức Thầy mới dạy cho chúng ta, đó là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, đó là giúp đời đừng đợi trả ơn, hoặc giả là xin quên mấy giận hờn, ra tay tế độ nghe đờn tây quy, hoặc giả là giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết giàu cười hay khen. Thì bây giờ bổn phận của mình coi như là giúp đỡ cho người ta, nhưng mà đừng có chấp kỳ hình, đừng có chấp người đó coi như là bây giờ cái người đó là cái người thân chúng tôi mới giúp nha. Còn cái người đó là cái người mà chúng tôi coi như là không ưa không thích gì đó, nhất định không giúp cho người đó, là cái chỗ đó không đúng. Cô bác anh em dùng đạo phải không? Vậy thì bây giờ là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, tất nhiên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta coi như là giúp đỡ cho bao nhiêu người khác, giúp đỡ cho người là không nên để mà nghĩ đến cái chỗ người đó như thế nào, là quan sơ hay là thân thù hay là cái ghét gì hết, mà chúng ta nghĩ là tất cả là chúng sanh thôi. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật, mà ta nhận thức rất thâm quyền quán quật, cái tình ấy không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, và cũng không lẫn sang hèn, và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một là nhân loại chúng sanh. Vì bây giờ rõ ràng qua câu này Đức Thầy mới dạy cho chúng ta là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, tất nhiên là chúng ta nếu như mà làm lành, làm từ thiện, làm xã hội, không phân biệt, làm tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quý cửa tấm lòng cho trong sạch, thì bây giờ cứ việc chúng ta làm không chấp. Không chấp kỳ hình tất nhiên là không phân biệt. Còn nếu như chúng ta còn phân biệt, tất nhiên là không bao giờ đến cái chỗ giải thoát được. Trong thành phố, trong trường đổ bát, đến như người đổ rác tanh hôi, có thiện căn có được tâm hồi Phật dẫn đến tận nơi quá độ. Còn mình cũng vậy, mình bây giờ giúp đỡ cho người khác cũng vậy. Bây giờ hễ là con người ở trên thế gian này người ta khổ, thì chúng ta có bổn phận để giúp đỡ cho người ta thôi, chứ không nên có chấp. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy bây giờ là bất chấp kỳ hình là như vậy đó. Bây giờ xin phân tách cùng với quý vị qua cái chỗ này chút xíu ha, để tóm kết vấn đề này nghe. Là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình là cái thứ nhất, nếu như chúng ta giúp đỡ cho đời là theo trong kinh Phật đã bảo cho chúng ta biết là bất cao cử thí, là nên giúp đỡ cho người ta, không nên đem cái tâm tự cao của mình mà giúp đỡ cho người ta, mà phải coi chúng sanh là bình đẳng. Chứ còn nếu như mình nghĩ bây giờ của này của tôi cho người khác, thấy là cái người đó là người nào nhận, là mình còn thấy người, còn thấy mình là còn nhân ngã, tất nhiên là trong đó chưa có phải là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, thấy không, gọi là bất cao cử thí. Cho nên có lần nọ, bây giờ tôi có kể quý vị nghe, không biết có nghe chưa hen, tôi nằm ở bệnh viện Sa Đéc này nè, có cái chú này nằm bệnh viện sát ở bên giường của tôi á, rồi có cái bà này coi như là bà vô bà xin ăn, bà xin coi như là đi vòng vậy đó, có người cho 5.000, 2.000, 10.000, tối đa lắm là 20.000. Mà sao tới cái giường kế bên ông chàng của tôi, bắt đầu bà lại bà xin nèo nèo à, ông múc ra 100.000 bạc ông cho. Cái bà kia bà mừng ơn gói kích chân, bà nói chú ơi thiệt tình hồi sáng giờ tôi đi xin đó nghe, không có ai cho tôi mà đến coi như là 100.000 như vậy chứ.
tối đa lắm là 20 ngàn, như vậy là cái người đó coi như là không lòng lắm rồi đó. Mà chú cho gì thiệt tình con mang ơn lắm. Bắt đầu bà coi như là bà cung tay bà dòng nha. Bà nói tôi cảm ơn chú, coi như là chú coi như là có tấm lòng quảng đại rộng rãi bao la, chú giúp cho tôi được 100 ngàn, tôi mừng quá trời mừng, tôi cảm ơn chú. Tôi chúc chú coi như được mạnh khỏe, được vui vẻ và được coi như là mau hết bệnh trở về nhà với vợ với con. Thì kêu bà nói cho một hơi. Cái ông chàng này biết nói sao không? Tôi nói cho bà biết nha, bà đi ra khỏi chỗ này cho mau. Tôi cho bà là cốt yếu rồi, bà đi ra khỏi, bà xin cái nèo nẻo, tôi bực mình, tôi cho bà đâu bà đi. Chàng đất ơi, bà nói, ông nói một câu rồi, bà kêu bà chút, không còn một câu nào chân thật. Không, bà bắt đầu bà ve, bắt đầu bà lui ra. Bà lui ra, bà độ chừng là cái ông này ngược, bà không kịp rồi đó hen. Tôi giái vậy, tôi giái cho kiếp trước, kiếp sau này hen. Mà tới chừng sau này hen, mà ông gặp hoàn cảnh khổ như tôi, ông đi ăn xin như tôi cho ông biết. Bà cho người ta rồi, bà kia bắt đầu bà nhận 100 ngàn, bà còn cái như là bà giái cho ông này là gì đó. Tại vì cái ông này cho không có phải coi như là hết lòng, mà cho bằng cái lối tự đắc tự cao, cho giống như là đuổi bà đi vậy. Cho nên bà mới khiến bà mới nói trả lời câu tôi giá kiếp sau ông giống như tôi đi rồi ông biết cái thân ăn xin cho ra sao không. Cô bác anh em chung đạo đó, tất nhiên là bất cao cự thí. Rồi bây giờ đó là ngoại quan hình, bất chấp tùy hình là bất lưu trệ thí. Tất nhiên là mình có gì cho nấy, có gì cho nấy nghe chị tiếp. Không là bất chấp kỳ hình, tất nhiên là có nhiêu cho nhiêu, của ti tơ tóc và nghĩa so nghìn trùng, chứ có đâu đợi gầm thân 7 thân viên thân 10, tôi có nhiều tôi phải cho, là cái chỗ này chưa có phải. Không, bất lưu trệ thí có là cho liền. Như vậy tất nhiên là trong đó mới đúng, là trong kinh của nhà Phật, cô bác anh em dùng đạo. Rồi bây giờ là cái thứ ba nữa là bất hy dị thục thí. Tất nhiên là giúp đỡ cho người khác đó, là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, tất nhiên là không nên chấp. Còn mình chấp tất nhiên là tôi cho đây hen, đặng kiếp sau tôi hưởng cái phước đó, là cái chỗ này không được. Cho là cho, bố thí là bố thí, cần là giúp nó, chứ ơn không nghĩ. Mà thiếu là cho, chứ không có nghĩ đến cái kiếp sau. Còn mình nếu như mình giúp cho người ta, mình còn nghĩ kiếp sau, nghĩ cho người ta bố, mà để trả lại ơn cho mình, là cái này chưa phải là ngoại quan hình bất chấp tùy hình. Mà nếu như chúng ta ngoại quan hình bất chấp tùy hình, tất nhiên là giúp đỡ xong rồi, tất nhiên là không có nghĩ đến người đó sẽ đáp ơn cho mình, nhưng mà không mất đâu. Trời chẳng bỏ rơi kẻ chánh chơn, sau lưng chơn chánh có thần nhân, nguy nan có gặp lòng đừng thối tai, ấp dù mang dạ chẳng sờn. Ở nghĩa người quên, trời nhớ nghĩa, làm ơn kẻ phụ Phật ghi ơn. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta giúp cho cái người đó, thì đương nhiên tất nhiên là người đó không có trả lại cho mình được đâu. Tôi nói thật tình với quý vị, mời mốt quý vị có giúp tôi cái gì đừng nghĩ tôi trả nghe. Mà tôi không trả có người khác đâu trả. Như vậy thì tiếc, đừng có nghĩ ông Tư Phương tôi giúp ổng hết biết rồi ổng không trả tôi cái gì trơn trội. Thì cái chỗ này cầu mong gì không có đâu, nghe không? Người khác trả nghe. Thưa cô bác anh em dân đạo, vậy thì bây giờ ở nơi đây là chúng ta ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, tất nhiên là chúng ta bố thí giúp đời, đừng có đợi nghĩ đến cho người ta trả lại cái ơn cho mình, cô bác anh em dân đạo. Nhưng mà còn dài lắm, tới 10 điều lận, nhưng mà thôi giờ tóm lại đi nghe. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, qua câu này là đồng đạo nêu lên đó là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, là muốn nói người tu chúng ta tu theo tịnh độ là chúng ta giúp đỡ cho đời. Thì bây giờ nói chung lại là ở đời người ta nó như là muôn mặt lắm, mà mình còn chấp tới ngang, tất nhiên là cái chỗ bố thí của chúng ta đó nó còn bị kẹt hoài, cô bác anh em chị đồng đạo. Bây giờ đó giúp cho người ta rồi, mới muốn ta muốn trả gì đó người ta trả, là mình không có chấp nữa. Thì như vậy tất nhiên là cái tâm ta coi như là mới được yên, cô bác anh em dùng đạo. Đó là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Rồi phải bền lòng chặt nẻo xác đinh, ráng kiếm chữ bất sanh bất diệt, tất nhiên là phải bền lòng, phải chặt nẻo xác đinh, tất nhiên là phải chịu đựng, phải coi như là chịu gian nan thử thách. Nhất là cái người làm phước, người làm từ thiện, người làm xã hội, hay bị mang tiếng lắm cô bác anh em dùng đạo. Mà mình không bền lòng chặt nẻo xác đinh rồi đấy hen, là trong thời gian bỏ cuộc liền, cô bác anh em chừng đạo. Mà quý vị mình làm từ thiện, làm xã hội nhiều chừng nào mang tiếng nhiều chừng đấy. Thật sự còn người nào không làm nữa, không mang tiếng. Còn ai làm nhiều mang tiếng nhiều, làm ít mang tiếng ít, không làm không mang tiếng. Mà không làm không mang tiếng không có phước báo gì chân đạo. Thà là mang tiếng mà mình có phước, cảm ơn cô bác anh em chừng đạo. Cứ việc làm đi, thì ai nói gì nói, dư luận mặc dư luận để thời gian minh chứng, hoặc có hoặc là không, chứ vội vàng phê lúng. Vậy thì bây giờ ai nói sao đó nói, là sửa tâm lành như miếng hoa thơm,
đến chừng qua chỗ nhị đơn thì là trần thế mới hòm bé qua. Thì bây giờ anh nói sao đó, nói bây giờ bốn phận tôi làm thôi cô bác anh em dùng thầu. Thôi thì bây giờ chúng tôi coi như là cũng xin mà chân thành cảm ơn cùng tất cả chư quý vị. Chúng ta coi như là trên con đường hành đạo phải y cứ qua bốn câu giảng mà được đồng đạo thi nêu lên nha, là chúng ta phải bền gan, phải sắt đá, phải chịu đựng, phải dẻo dai, là phải chịu bao nhiêu những thử thách là chúng ta mới đi trên con đường mà Phật lộ được cô bác anh em dùng đạo. Mà muốn được như vậy thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết sao, là dù cho lăn lóc ráng kiên trình, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan và trở nài, vàng đá bao phen cần nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong với thiệt khai, thiên địa tận quang gom một mối phàm trần dạng kiếp, kiến bồng lai của các anh em chừng đạo. Và kính thưa chư quý vị, suốt trên thời gian trên dưới một tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp nhân ngày chính lễ kỷ niệm cho đấng thân đồng đạo Hải hôm nay. Hôm nay chương trình trao đổi giáo lý quý vị ủng hộ cho Phật pháp, nếu có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thế, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện cho người qua giảng và đấng thân đồng đạo Hải hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên thì được sanh sang qua cội Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên hồng ân tâm bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình để sau này Đức Tôn sẽ trở lại tất cả chư quý mình có điều lành để đủ ước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Tần dân tinh đức lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.